Anh trai hả? Đang ở đâu vậy? Đang đi nghe lén quá ơi. Giờ thôi. Ở đâu? Em qua nghe ơi. Ok. Cửa sau đúng không anh? Sao đấy? Em qua đây hóng à? Không, em đi làm căn cước công dân ạ. Ồ, nghe giọng em quen thế. Em tên gì? Em tên Tiểu Su ạ. Tiểu Lưu á? Tiểu Su ạ. Ờ, anh là Tiểu Khoa nhé. Anh chào em. Dạ, anh chào anh Tiểu Khoa nhé. Anh có thể giúp gì được em? À, em chỉ muốn làm căn cước công dân thôi. À, làm căn cước công dân á? Thì thật ra làm công dân thì nó rơi vào ngày Chủ nhật. Là cái ngày đấy là thường là bọn anh sẽ dành gọi thời gian làm căn cước công dân cho người dân trong thành phố này. Hôm nay là thứ bảy thì anh nghĩ là chưa đến ngày để mà làm đâu á Chu ạ. Ủa em xem thông báo là thứ bảy làm anh. Thứ bảy làm á, nhưng mà bây giờ đêm rồi kìa, em thấy không? Đêm rồi, bọn anh phải về nghỉ chứ. Dạ, anh mà không sao, em có thể ngồi đây chờ đến sáng ạ. À, anh chờ tới sáng luôn á. Được. Sao? Gì hả? Em làm căn cước công dân hả anh? Em làm căn cước công dân đấy. Ừ, làm em biết bao nhiêu đấy? Ừ, của em là 2000 nhé. 2000. Ôi, anh làm bớt. Hồi nãy có anh cảnh sát trong kia, anh bảo làm của em hết 4000. Nhưng mà ở đây á, ở đây là em muốn chụp gọi là chụp 4K hay là như thế nào? 2K thì 2000 thôi. Chụp, à, bình thường thôi, chụp bình thường thôi. Bình thường thôi cho anh 5 lớp được rồi nhé. Ờ, đây em gửi anh 2000 nữa. Thì hôm nay anh thấy là cũng đông người để mà làm căn cước công dân đấy, em có đóng tiền vé VIP luôn không? Em căn bản em muốn làm nhanh, tự nhiên có anh ở đây nè. Sếp được kia bảo làm lâu quá. Làm nhanh thì mình đóng thêm 500 đấy mà coi như là 1000. À vâng. Thì anh sắp xếp có báo danh của em cho em lên trước. À rồi vâng. Ừ, nhưng mà cái này thì em kín mồm giùm anh nhé. Đừng. À rồi. Ừ. Để anh giúp em đấy nhé. Ừ, anh giúp em. Có gì đâu. Em gái em đăng ký số báo danh bao nhiêu? Em vừa chuyển tiền rồi đấy, anh nhận được chưa? Ừ, anh nhận được rồi, cảm ơn. À vâng. Sếp cho em nhé. Ê, nhưng mà anh ấy hình như là cái tờ ấy của anh nó sai sao ấy. Sai là sai sao em? Là sai cái mặt đó anh. Đâu có mặt của anh mà, lúc đấy là anh chưa phẫu thuật thẩm mỹ á. Bây giờ anh phẫu thuật thẩm mỹ rồi. À, ừ. Hóa ra thế. Em nhiều cái tóc. Nhưng mà anh vừa bảo là anh tên Tiểu Khoa phải không? Trời ơi, Tiểu Khoa làm chọc em cho vui thôi chứ làm gì anh tên Tiểu Khoa. Trong khi em là Tiểu Chú. Anh tên là Quý Chọc. À, anh tên Quý Chọc. Ơ, chị này cũng đến làm căn cước hả chị? Đây, em cũng để làm căn cước. Em có muốn nhanh không thì để anh giúp em làm căn cước không chứ có nhanh. Anh này lấy rẻ thôi đấy. Nhưng mà anh nghĩ không, anh nghĩ sao thứ duy nhất em có đấy là thời gian. Anh nghĩ là em xin như thế này á thì nên chụp cho anh là 2K. Đó, cho nó đẹp. Ờ, chụp 2K, chụp 2K thì khác gì chụp thường anh. Chụp thường là cái máy bình thường nó gọi là máy cái máy mà gọi hệ điều hành Android nó rất là xấu. Còn chụp 2K của anh là nó lên máy ảnh A6400, ngon, ống kính, ống len, cái thứ đồ 60 triệu, nó phải đẹp với em. Với lại là được cái là, ví dụ anh sẽ đẩy hồ sơ em lên nhanh để cho em làm sớm về sớm. Alo anh à? Ôi trời ơi, à? Có gì đến làm căn cước sớm anh nhá, có cái anh ở đây làm lộ cho này, nhanh lắm. Nếu có gì đến sớm nhá. Vâng. Nhưng mà bây giờ cho người em... Anh này làm rẻ. Nhưng mà đi làm căn cước công dân thì có cần tiền không anh? Căn cước công dân thì có đấy. Tại vì làm hồ sơ cho em thì chắc chắn là bọn anh phải tốn tiền rồi. Cần bao nhiêu tiền vậy anh? 500 thôi. 500 đó? Ừ. À, trong người em hình như không còn đủ 500 đâu. Cố anh thích uống ăn từ mấy ngày hôm nay hết tiền hết rồi. Ủa thế em hết tiền thì sao lên đây làm căn cước công dân được? Thế thôi em lại đi kiếm tiền xong không khác quay lại làm. Ừ cũng được ấy, tại vì lên đây làm là mất tiền ấy. Mà anh nghĩ là căn cước công dân này mình xài cả đời. Mình hay đi du lịch, mình hay đi gọi là nước ngoài các thứ đồ. Không, cái mặt của em là cực kỳ quan trọng mà em xinh gái như thế này á. Nên chụp cho anh 2K nhé. À, vâng, thế để hôm nay em có tiền thì em quay lại em đăng ký với anh nhá. Ờ, à, ok nhé. Alo, tôi nghe đây. Alo, tôi nghe. Em này không làm nữa à? Rồi, các đồng chí cứ họp trước đi nhé. Tôi giải quyết cho một số anh thấy này là mà. Rồi. Đấy, trong kia lắm. Thế bây giờ em thiếu bao nhiêu? Em cho số điện thoại đây anh. Cho em mượn trước em làm nhá. Em có nhiêu rồi? Hết 500 vậy không anh?
Đâu, 500 là em làm thôi. Còn ví dụ mà em muốn dùng cái dịch vụ mà chụp hình đẹp thì thêm em 2.000 nữa là 2.500. Thì em có em muốn làm thì anh cho em mượn 500 em làm, khi nào em có em trả lại. Ui, anh cảm ơn vịt nhá. Học vẽ phàm chúa đây rồi. 500 là làm với lại các anh cảnh sát trong kia không cần chụp hình 2K đúng không anh? Đúng rồi em ạ. À. Chuẩn. Chuẩn rồi đấy. Thế thôi em nghĩ cho em đi chạy một cốc xe buýt xong em quay lại em làm cửa. Ok nhá. Ok, chạy. Anh nghĩ là anh đang đứng đợi anh thì các sếp mở cửa cơ phát anh thì vào làm. Chú ơi, chú làm giấy chứng minh luôn hả chú? Thì em cứ chạy xe buýt. Cần cơ công dân luôn á, anh có muốn làm nhanh luôn không? Xe buýt thì em quay lại. Nhanh thì bao tiền anh ơi? Nhanh thì 5 lớp. 5 lớp lấy ngay bây giờ cơ. 5 lớp khoảng tầm 20 phút nữa anh mới lấy chứ. Đúng, làm nhanh thì phải lấy ngay, còn 20 phút thì vào đấy cái anh kia cũng vào, 5 phút anh cấp được đâu. Thế anh đợi anh, mấy anh đấy đi. chờ tao xíu, tao lấy xe cái. Okay. Mày cay đó nhờ. Hải ơi! Đi. Đợi em về cất xe. Cất xe mà, bãi vào hộp đi anh về nhá. Lên xe đi chú Bạch à. Lên xe đi. Tao về ra đi cất xe. Ok. Mà 300 mà 300 liền thật. Beautiful. Yo, what's up, babe? Rồi, kêu đợi đi đâu rồi? Nghe à, chú Bạch à, bây giờ con phải về cái chỗ nhà trên sa mạc đó. Có công việc tí, xíu gọi lại cho nha. Xíu mày bao nhiêu năm rồi đó? Ô mày không phải gì anh? Ông mày cũng gọi gì anh? Ông lão Bạch ông bảo ông gọi ông làm cái chuyện làm ăn, có ông cung cấp cái lan đột quỵ cho mình đấy, nhưng mà bây giờ tự mình sản xuất được rồi mà. Đúng rồi. Chúng ơi, chắc ông ấy bị bớ một đống. Bây giờ anh bảo như thế này, bây giờ là mình là có quá nhiều người cạnh tranh chung với mình đúng chưa? Đúng. Sắp tới tao gà cho lão Bạch đi tù, được chưa? Đấy, thị trường này là của anh em mình thâu tóm. Đúng. Đi cùng với đi, con không em theo như tính ở trên đầu này. Trong cái danh sách của anh rồi, trong cái danh sách của anh rồi. Lão Bạch là đi đầu nè, xong rồi tới Lão Hợi nè. Đấy. Trong danh sách của anh hết rồi. Có ông Dũng nữa, ông Dũng nữa. Ông Dũng nào? Dũng Danian gì đấy. Dũng Danian nè. Làm cái tiệm tóc ấy. Ok á. Còn điếu nào luôn không cho anh? Hải lấy cái xe này luôn nha, tao lấy xe qua vậy chứ, đủ cái sát sợ đéo đủ cái sát rồi xe này qua vậy tôi không biết lấy được nani kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng xe lôi canh con bướm bay 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 con bướm bay 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 trời ơi con mày con mày mình lú luôn ấy đi vô lấy đồ đi ăn cái bánh của Tống cho rồi nè. Trung tâm tư vấn sức khỏe tâm thần thành phố BCC xin nghe. Ủa, bộ Tống không có lưu số điện thoại của khoa hay sao vậy? Có, mỗi lần mà mở điện thoại lên là phải nói cái câu đó trước. Trời ơi, cái đây là khoa gọi Tống là gọi số cá nhân mà, chứ gọi số bệnh viện đâu. Nhưng mà vẫn phải gọi, không phải nói đó. Bị quen nghề đúng không? Bị nhớ nghề đúng không? Mỗi
người hai đúng nghề nghiệp mà nghề nghiệp cuộc sống mà nó nghe là tí nữa hết ga gọi lại cho nha, bây giờ đi cứu người. Tống đi cứu đi. Anh Khoa muốn gọi cho Tống nói cảm ơn á. Sáu cái bánh của Tống hôm bữa Khoa ăn hết rồi, lên được 2 kg. Ông già vui quá trời. Nhưng mà nhớ ăn nhanh em là ăn nhanh đi, mà hết hạn lại là tụt 2 kg đấy. Thôi Tống đi làm ăn đi. Ăn ngon thì tí ghé. Ăn ngon tí ghé nha cho nữa này. Ok Tống, Tống đi làm đi. Bye bye. Vậy mình về đi làm cái việc của mình đi, cảnh sát học xong rồi. Có thuốc đau bụng không? Có thuốc đau bụng không? Mọi người phải on duty nè, bây giờ mọi người không on duty không làm gì. Nhưng mà kế hoạch là như thế nào anh phải nói em nghe chứ. Anh em mình lát nữa nha. Ví dụ như cảnh sát học xong không? Sau mình lát nữa mình kiếm một ông nào đi lễ ấy, mình khèo khèo chọc chọc cũng đó. Ông Dí nghe không? Xong rồi cho ông Dí mình chạy vô một cái khu nào á mà mình chạy bộ leo tường cái kiểu ấy. Đấy là ông đó ông sẽ bỏ xe đúng không? Ông dí theo lại. Xong rồi lúc đó một nhưng mà lao nhưng mà tại sao xe ông đó. Nhưng mà tại sao anh không nghĩ là ví dụ người ta chi đuổi anh một khoảng thời gian dài vậy, xong mình bỏ xe vô cái ngõ mình chạy thì gọi viện trợ chứ? Thì bởi vậy mới kêu là treo một ông thôi. Thì làm sao anh chắc chắn là người ta không kêu viện trợ? Thì bây giờ mình mới có thêm mấy bên khác nữa. Lát nữa cũng có mấy bên họ bán mà. Lý thuyết là hay đấy nhưng mà thực hành thì em thấy hơi khó. Trời ơi mấy ông, mình phải chọn đúng ông cảnh sát hiểu không? Còn đúng ông nào cái tôi cao cao ấy. Cái tôi cao cao mà Quang Anh dí một mình à, hiểu không? Quang Anh rồi. Quang Anh và đồng chí Nhiếm. Chỉ thích dí một mình á, không cần viện trợ á đó, xong rồi lát nữa thế nào cũng sẽ bị lừa vô. Cái quan trọng đây là mình phải lừa được đối tượng ha. Thì một là đồng chí Nhiếm, hai là đồng chí Quang Anh. Phê quá. Nhưng mà xác sức là về với gia đình là bao nhiêu đấy? Không, bây giờ nha, bây giờ mình treo đúng không, mình có bị bắt á thì mình cũng chỉ kêu là mình chạy quá tốc độ đúng không. Có thuốc đau bụng không? Có ai có thuốc đau bụng không? Khoảng 2-3 nghìn gì đó. Mà mình cậy được cái là mình có 25 nghìn, mình bù cho cái đứa bị bắt sau. Bây giờ nếu mình bù thí á thì bây giờ phải chia nhau làm thôi cho nó sát bông lắm. Một người con là bị nhiều giấy nhất. Nhưng mà là có quy định là bao nhiêu xe gượt mà, chứ không thể gượt hết đồng cảnh sát được đâu. Quy định nhưng mà anh được viện trợ mà. Xe này mất thì khiêu khích mà đúng không? Giờ mình khiêu khích thì ta cũng không thèm kêu viện trợ đâu, đâu phải tội nặng đâu. Nhưng mà đang nghe giống như là anh Bảy làm trong sở cảnh sát đó nhờ. Anh không, anh để ý rồi, cảnh sát lúc nào mà kiểu mình mà chỉ cần xuống xe mình chạy bộ là họ cũng có tiếng cảnh sát kìa, có tiếng cảnh sát kìa. Cấp cứu anh ơi. Bây giờ mình về chỗ bệnh viện đi anh ơi, đứng đây nhạy cảm lắm. Tí đợi cảnh sát họp xong rồi tính. Rồi nay gọi trước luôn. Khoa nghe. Thuốc đau bụng mày chạy đi đâu vậy? Đây, khoa bao liền. Chào Khoa tí. Lấy thuốc thì nó phọt ra bây giờ, trời ơi. Nhưng mà Tống làm xong việc hết chưa? Xong chưa xong, bù đầu bù cổ. Trời ơi sao lâu quá vậy? Định hát trong bài tặng Tống mà lâu quá. Thôi làm viện gì đó làm đi, nhưng mà quay về bệnh viện lấy thuốc. Đâu, Khoa đang đứng trong bệnh viện nè. Quay lại đằng sau là gặp Khoa. Bình thường giọng Khoa vô bệnh viện, đây. Khoa bây giờ bình thường Khoa vô bệnh viện cái giọng nó oanh tạc lắm, mà sao bên đây nghe nó nhỏ xíu. Đâu có, Khoa thay đổi rồi. Thay đổi để trở thành người phù hợp hơn á, Tống hiểu không? Dẫn viết quá đơn á, kỳ ta. Dẫn viết quá đơn mà sao không được. Trời ơi, mình là bạn với nhau mà Tống trả cho Khoa một cái tiền thuốc không được. Thế lần sau trả. Thế lần này lỡ viết rồi. Thôi. Lần sau trả nhá, lần này lỡ viết quá đơn rồi. Khoa trả quá đơn thì Tống trả Khoa khác đi. Trả gì giờ? Hẹn họ đấy. Hả? Không ơi, tự nhiên đi chơi. Đang làm mệt chết mẹ, đi chơi. Thì không lẽ là Tống làm cả ngày đúng không? Tống phải có ngày nghỉ chứ. Không, làm cả ngày đó. Làm cả ngày luôn á, trời đất ơi. Làm cả ngày mà. Đâu, Khoa nhìn. Đúng rồi, Tống là bác sĩ trưởng nên làm cực là đúng rồi. Ủa em, truyền máu chưa? Tống ơi! Tìm rồi, từ từ anh đi vô đây em truyền cho.
Đâu Khoa? Ngoài kia có khó khăn quá, về nhà Khoa lo. Khoa lo hay bố Khoa lo? Khoa lo đó. Bố Khoa mất chức rồi mà. Ui, tính ra mày mà viết gì nhà tiểu thuyết một ngày 1000 ngày 8 tống ấy. Ui, hợp lý đấy. Mày đi ra để tao đờn cho tao đờn hát cho Tống nghe. Con tháo hát bè chưa không? Mọi người phụ quà giùm em nha mọi người. Ok. Tao hát bè cho. Tống ơi. Nhớ chưa, Tống? Phút sau sao sẽ mờ ngay thôi. Mờ thật đấy. Em thích anh hồn lên môi. Thôi, khóa cửa lại đi, đừng có gã. Ư, 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 đừng chặt cửa đi. Vô né lại, né lại, né đi. Em không phải mang biết cơm từ sáng đến tối. Đọc tim luôn đó. Anh chót yêu luôn mọc mặt nơi em. Em phát lung linh khi cần. Em sao cũng đẹp. Cậu Khoa nè, cậu Khoa tôi hỏi xíu nè. Anh nói em còn bên anh. Em hỏi chuyện gì? Em là em anh Khoa. Khoa bạn gái cậu Khoa đúng không? Anh Khoa em bạn rồi. Em nói em không thích người vô tâm. Dạ. Nhưng anh sao cũng được là con gái ai không muốn được quan tâm. Đúng rồi. Nhưng anh sao cũng được vì nếu thương em anh sẽ không làm em đau. Chắc chắn như thế rồi Tống ạ. Chắc chắn là như vậy rồi. Phải nếu phải đi em sẽ không quay trở lại. Phải nếu em lại yên bình anh sẽ chẳng cần đi đâu. Yes. Nhưng anh thích điều đó. Anh vẫn đang say em có biết điều đó. Em có biết điều đó. Vẫn biết hả? Sorry nãy giờ không để ý. Vì anh mãi nhìn em đôi mắt hay. Cả cái cách em nhìn anh rất hay. Đấy. Khi cười làm rớt tim anh. Anh gớt trái tim ra ngoài đấy. Anh có thể cho em từ sáng đến tối. Anh chờ em cả đời. Em thôi baby. Đi đâu cũng được. Em không phải mang son môi. Em biết 5 phút sau sao sẽ mở. Anh thích hôn lên môi. Hôn lên môi. Hôn rất nhiều. Trời đất ơi, Khoa hát cảm xúc vậy mà Tống chê Khoa. Cảm ơn thằng bạn. Hình như có người kia em đi cứu người em đi cái nha, mọi người ở đây nha, chờ em xíu. Lấy Hoa, lấy Hoa thằng Khoa này. Anh gửi lấy Tống giùm em, anh gửi lấy Tống giùm em. Tống, Tống người là chốt anh chơi. Ủa sao vậy? Mọi người ở đây ngồi giữ căng như vậy? Có việc gì? Dân hỏi bộ trưởng trả lời anh ơi. Tôi hỏi bộ trưởng trả lời. Đúng 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 đúng. À, cái giọng em gái này cực kỳ quen luôn ấy. Anh đoán xem. Hình như ở dưới quê em tên là... Cái tên con bé này nó đầu lắm đó. Có chắc là muốn tìm hiểu tên nó chưa? Không không không. Anh là biết em mà. Ê, biết rồi hả? Đúng đúng đúng, biết con mà.
Anh tên là Ronald B. Ronald B. Nghe tên rapper nhỉ? Ronald B. Em tên gì? Em tên là Little Toto, tên là Icon B. Little Toto là Icon B. Little Toto, tên là Icon B. Yes, bro. Yes, yes. Hiểu chưa? Đâu đọc lại coi. Thế anh rap cho em một bài em nghe nhé. Không, anh phải đọc tên trước đã. Anh tên là Little Toto, tên là Icon B. Không phải. Chứ em tên gì? Em tên là Little Toto, tên là Icon B. Little Toto Aragorn B, đúng chưa? Little Toto Aragorn B. Little Toto Aragorn B. Rồi sai rồi. Em tên gì cả em đi mệt quá. Tài, đọc nghe Tài. Em tên là Little Toto. Rồi. Chú xe bé nè. Em biết em tên gì không? Em tên là Khoa Báo. Khoa Bảo. Ý anh bảo em là em biết là em tên gì không? Em biết chứ. Em tên là em tên là em yêu quá em biết không? Không. Em tên là Little Toto, tên là Icon B. Em tên là em gái. Không, em tên là Little Toto, tên là Icon B. Con bé này sinh năm bao nhiêu vậy anh Bảy? Nó học lớp 5. Rồi, vậy là Khoa có học lớp 6. Ê, vẫn chơi bọn già, tôi học lớp 9 nha, mà tôi ở lại, tôi nghỉ rồi. Không mẫu rồi đó ba. Ở lại lớp 9 luôn hả? Trời ơi. Thế em biết anh tên là gì không? Em nghe cho kỹ nè. Vui mấy cái tên này nghe quen quá vậy. Cái tên này như của chú Đô mà. Chú Đô. Không biết tên ai. Em đọc lại tên anh đi. Sai. Em nghe lại lần nữa nhé. Không, cái từ cuốn hơi khó nghe nha, phát âm chuẩn nè. Osha. Em yêu Osha. Osha. Trời ơi. Đúng rồi, phải Osha mới đúng á. Đúng rồi, Osha. Em Osha là Obu nghe. Em có em gái hay là chị gái gì không? Có, em có hai chị gái. Hai chị gái tên gì? Chị gái em tên là Little Toto, tên là Bánh. Chị gái em tên là Little Toto, tên là Cua. Còn em là Little Toto on the way. Little Toto, tên là Icon B. Little Toto. Little Toto Icon B. Little Toto to the Icon B. Little Toto to the Icon B. Đó, ai nè. Trời ơi. Little Toto to Bubble. Trời ơi, Toto. Little Toto. Little Toto. Anh ôm em cái đi. Little Toto to the Icon B. Little Toto to the Icon B. Little Toto, anh ôm em cái đi. Dạ xuống. Cũng mừng đấy. Trời ơi. Cứ kêu người ta ôm hoài ngại quá. Không. Để anh đánh DJ nhá. Ê, bậy. Đánh ở đâu vậy? Đánh bậy rồi. Thôi. Bây giờ cảnh sát chưa hợp xong, mình chưa làm gì được. Tài làm bài đi. Đợi đầu cảnh sát nào. Đúng rồi. Nào, waiting for love nào. Chơi. Waiting for you nè. Waiting for you đi Tài. Waiting for you nè. Vâng, và sau đây sẽ là màn trình diễn của Monotai. Xin 5 phút chuẩn bị Ok nha. Xin 5 phút chuẩn bị tiết mục. Biết em đang có người ở gần bên, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây và chờ em. Mưa rông. Mono nhìn như thím hà vậy á. Mono này lạ quá vậy. Thay đồ xong rồi hả? MC4 á. Được á giờ. Em đi thì u cái gì vậy? Ê quỷ. Diễn đi, biểu diễn đi Tài. Đâu, làm đi. Hát đi, hát đàng hoàng vô kìa. Hát đi. Được á, nhưng mà từ từ để anh em mình hát. Đi nốt đi, có xong bài đã.
Đi vô đây khoa chữa cho. Ủa? Ông không đi hiến máu à? Kẹt cửa, kẹt cửa. Tóc nhưng mà khoa cho khoa hỏi cái tóc máu, máu gì đó. Máu hả? Ừ. A chữ. Hai cái trừ là giống nhau. Ủa thì trừ truyền được cho trừ. Ừ. Hay chừng nữa mà khoa nhập viện vô mà có bị gì thì Tống truyền máu cho khoa với nha. Khoa là cái gì? Khoa là O trừ. O trừ. Mình giống nhau. Ơi. Hả? O gì vậy? Anh ơi, tỏ tình nó không tình cảm rồi. Không ơi, nhưng mà trước khi đi á. Sao? Hôm nay đừng chờ cơm nha. Khoa nghĩ là khoa không có gì được đâu á. Nào khoa đi làm vụ lớn lắm. Tống giữ sức khỏe nha. Tống giữ sức khỏe nha, hôm nay khoa không có gì được á. Không về được hả? Ừ. Khoa ơi, thế dạo này trời nó cũng hay mưa á. Nãy lỡ tính tiền thuốc ẩy trẻ thôi, nhớ giữ thuốc ho đi uống nha. Khoa cảm ơn nha. Tống ơi. À hả? Tống giữ cái này cho khoa đi. Ví dụ mà bệnh nhân á, mà người ta mà có gọi là không thở được á, Tống cho người ta thở bằng cái này nha. Ơ, túi đồ của Tống đầy, đầy rồi. Ừ đúng rồi, đầy mà. 71, 7 trên 72 kg năm. Rồi sao? Sao Tống lấy cái này được? Khoa giữ đi, khi nào về khoa bình an đi về thì đưa lại. Cái này quan trọng lắm, nó gọi là nó hỗ trợ cho Tống trong cái ngành y á. Ngành y á, là cái gì? Ví dụ mà người ta bị tụt huyết áp, thiếu oxy á, là mình thở bằng oxy được. Thở bằng oxy được hả? Đúng rồi. Bao nhiêu cân ấy? À, cân nặng 1 thôi. Tống cho khoa cái gì cân đi à? Tống đưa khoa cái gì đi, khoa đưa lại cho Tống. 1 cân à? 1 cân thôi. Trong người có gì 1 cân ta? Nhìn đi Tống, nhìn không. Đi không, mấy cái món này nó cũng 1 cân nhưng mà đưa không có được. Thì bây giờ đưa lại cho khoa. Rồi đưa cho khoa, rồi Tống vô cất cái bình này ở trong hộp tủ. Xong rồi khoa trả lại cái đồ của Tống. Được không? Cái bình đó thì hình như không phải 1 cân đâu khoa ơi. Mấy cân? Cái bình oxy đó hình như 30 cân lận á. Cân nặng 1.1 nè, 1.0 nè. Bình oxy phải không? Ừ, 1.0. Ủa, 30 cân lận mà. Thôi bây giờ Tống được. Ê, gì vậy? Cúp điện. Từ từ. Cái đâu vậy? Từ từ. Tối quá Tống ơi, tối quá à. Sợ quá. Tối quá không thấy gì hết. Tối quá. Chết mẹ rồi. Cúp điện á. Tống có đèn cày không? Không có đèn cày nhưng có cái khác được không? Có cái gì không? Tối quá, quá sợ. Có cái đèn pin. Đâu, đèn pin đâu? Đây. Quá sợ quá. Hay đây Tống đưa qua cái đèn pin cũng được á, 1 ký á. Không được, đèn pin không được. Không được nha. Đèn pin đúng. Cũng là trời. Wow. Một bông hồng xinh tươi thắm, hoa trắng to tùng, đôi chân thiết tha mặn mà, hương thơm miên man dịu dàng, đang duyên nụ cười say đắm yêu người. Gái là sẽ đi khó cần heo quá sẽ thôi buồn đau. Nhìn Hoa nè. Nhưng thật cay đắng khi biệt là Hoa. Hoa chỉ là người đến sau. Có phải gì không Tống? Nên Tống đã có người ở gần đến. Nhưng Khoa sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ Tống. Mới là có điện chưa? Tống báo tôi đang quan tâm đến ngày đến. Kẻ chi tình như Khoa cho nó chưa sao thầm nhớ mong công. Yêu luôn cả bờ mới. Muốn nói với cả thế giới chỉ thương mình Tống thôi. Tắm đuôi u cháy lên ngọn lửa tình yêu bùng lên mạnh mẽ và thế đó mày bị rất quá đại thế. Chú quá. Cái gì vậy? À bị tắc khí quản chú ơi. Nhưng mà Tống ơi. Không để đồ vô cấp chưa? Ok. Đây. Ok. Ba cho Tống này. Đây nhầm. Đây. Nhưng mà cái này hứa là không có đưa ai nha. Okay, không có okay. Dễ kiếm đâu á. Đó. Để đồ vô cốp mà. Tống để vô đi. A baby. Rồi, ông bà này. Đây. Có điện rồi. Nghe cái thành phố có điện luôn mà. Đó. Bình oxy á. Bình để hết cho chết thì gì Khoa? Ơ kìa, cái bình nó tên là Nitro thôi nhưng mà trong đó là oxy chứ không phải Nitro. Ờ.
cái bình oxy mà Tống biết duy nhất là cái bình đó nó có hai bình, nó 30 cân. Không, đó cái bình đó đó. Bây giờ á bác coi bệnh nhân nào mà kiểu mà không thở được thì Tống cho người ta thở nha. Coi như giúp người ta một người Tống à. Không, làm... nói chung là cái bình này Tống sẽ giữ lại mỗi lần mà Khoa vào á, cái Tống cho Khoa miếng bình của mình thôi, chỉ ở lại only Khoa dùng bình này thôi. Không ơi. Ví dụ không. Mà bây giờ mình mà kiếm được nhiều tiền quá thì trên cuộc sống này mình sống vì cái gì hả Tống? Sống vì mình tiêu tiền. Sống vì người mình thích, sống vì người mình không, yêu chứ. Không, mình kiếm được nhiều tiền quá rồi thì mình phải tiêu cho hết chứ, nãy giờ mình đi mình thài tiền cho ai tiêu. Đúng không? Ừ, cũng đúng nha. Sao chiếc lý đó. Tống hơi tiêu cực nha. Ê, Tống phải về với Khoa. Tống là đang ở cực âm, Khoa là đang cực dương nè. Hai đứa mình hợp lại âm dương đều đủ. Đấy. Đúng không? Tống đúng không? Nó phải cân bằng, âm dương nó phải cân bằng. Tống là đang ở âm, Khoa là đang dương nè. Nhưng mà hai cực, hai ý là biết phủ định của phủ định là khẳng định không? Nhưng mà phủ định của khẳng định thì nó là phủ định. Đúng không? Là sao ta? Đó, lũ liền, từ chừng nào mà Khoa nghĩ ra cái trả lời đi. Tống đi cứu người tiếp khác. Ừ, Tống đi cứu người đi, bye bye. Là sao mày? Em... vừa mới mua nước em biết là sao? Là cái gì mà phủ định của phủ định là cái gì? Cái gì cơ? Tống ơi. Chào. Từ Khoa ơi, Khoa phát tạo Tống đưa Tống phát cái chìa khóa cho Kai cái. Ta ho quá. Nữa. Sao không. Phủ định của phủ định có nghĩa là khẳng định. Đúng chưa? Ừ. Thì có gì đâu. Không nghe luôn. Phủ định của phủ định là khẳng định. Nhưng mà Tống bảo á, là phủ định của khẳng định thì cũng là phủ định thôi. Thì đúng rồi, nó giống như là cộng cũng là trừ mà trừ cũng là trời cộng. Trời ơi. Sao gặp nhau vậy? Tống. Hả? Tống ơi. Có nghĩa ở đây là khẳng định là Khoa vẫn ở đây chờ Tống. Ủa nhưng mà tao nói chị nghe. Cho bán Khoa thuốc với. Ừ, hai đồng. Đưa chị hai đồng làm gì? Đưa em hai đồng. Bán cái tài của Khoa với Tống ơi, Khoa chết bây giờ. Người không có, từ từ. I love you. Trời ơi. Chị dạ. Khò quá. Trời ơi, hôi chung luôn. Người ta gọi là sống chết có số, không? Quý ơi trời. Có khổ cùng chịu, có họa cùng okay, chia. Cảm ơn. Có bán thuốc cho Khoa không vậy? Có, nhưng mà từ từ, cái đã từ. Sao rạch quá vậy? Làm đi. Nè, trời ơi. Thì thật ra là Khoa đâu có là gì của Tống đâu. Đây rồi. Bệnh. Bây giờ Tống cũng muốn nữa, Tống cũng bị bệnh kìa, Tống uống đi Khoa uống. Thì Khoa uống đi là Tống ghi quá đơn cho Khoa, ba Khoa. Ok, hợp lý đó. Hải ơi, đi Hải ơi, đi Hải. 49 đô để mua này. 70 đô, đáng luôn. Đi. Đâu rồi, xài bèn đâu. Đi, mà lấy xe ben làm gì? Để làm nhanh lên, anh em đang đợi kìa. Đi. Đi. Hải ơi, đi Hải ơi. Đi. Bên đó có cậy không? Không thì bên đưa chút đô. Chứ mặt hai, cường xe máy. Đây. Cường xe máy kìa. Em cứ đi theo tí kiểu gì cũng xe máy ông ngã lên xong cái hộp cảnh sát xuống xe đó. Kiểu gì ông xe máy kiểu ngã xong cảnh sát xuống xe. Nhỏ quá đéo nghe gì hết. Em nghĩ kiểu gì cảnh sát tí cũng xuống xe đuổi theo xe máy. Mất tiêu rồi. 10 hát 1 8 1 4 8. Mất tiêu rồi. Mất tiêu luôn. 10H1848. Đi mất tiêu rồi. Hải sao mấy đâu mà được. Có cái gì giảm xét không Hải? Không. Xe nó cửa nhà anh cha ơi. Xe tích vậy anh sếp ơi, sao vậy sếp?
xe không có kính không phải vì xe không có kính. Vâng. Xe này mất cửa không? Xe không có cửa tại vì không có cửa. Bóp giật bóp rung cửa gãy đi rồi. Còn xe này không đủ điều kiện tham gia giao thông nhé. Xe này không đủ điều kiện làm đây không á? Tí mày chạy ngại, tí mày chạy chưa? Nó nhỏ quá đéo nghe hết. Mất đem lại một cái sạp em đi. Đây đây đây. Đang trả sao vứt được. Dạ, giờ bỏ vỡ, bỏ xe chạy nha, bỏ xe chạy. Anh bỏ xe anh chạy đi, còn em cũng ngồi trên xe không. Ok. Từ từ nghe, tao lấy YouTube nha. Alo, con nghe. Số 3, ở tắp qua. Số 3 đi. Tao để vô cấp giữa đấy, tao để vô cấp giữa đấy. Rồi chưa, ok chưa? Tao cho bộ chạy này, tao bộ chạy này. Đó là 808. Hiểu sao cái tường thì leo lên được, còn quá cái bụi này thì đéo leo lên được. Em nó cầm ô không giơ tay được. What the f***. Đâu đi rồi à. Chưa biết cầm lại nhé. Không, em tự lên xe, em đi cùng nước đi. Không. Xem ơi, còn xe của bọn em nữa sếp. Thì đi cùng nữa sếp lại. Kỳ ta. Mấy ngày này kể là có người chạy, người ta chạy đi rồi. Kiểm tra con xe chạy được không? Sếp ơi, em vi phạm giao thông thôi sếp ơi. Xử lý em nhanh, rất chi là mất thời gian. Thì vừa rồi mới đã. Bây giờ không chở gì đâu, biết ở đây quậy. Trời ơi, người ta không báo chạy xe cảnh sát cho người qua chứ. Đó là người khác nói như vậy. Còn đồng chí à, cứ chạy chậm thôi, anh em mà nói chuyện với nhau, tình cảm. Sếp ăn gì chưa? Nói nhỏ quá, không nghe hết nè. Vừa ăn rồi. Nói nhỏ không có nghe gì hết, trời ơi. Vừa ăn rồi. Hả? Cảnh sát chạy cái kiểu xe thì sao ăn cơm cái gì đây? Cơm à, ăn cơm cái gì đây? Cơm này thịt. Thịt gì? Một thịt bò. Ngon không xem? Đúng rồi. Có ngon xem. Thế biến món gì đấy? À, bò kho được không? Bò kho á. Ăn cơm với bò kho lần đầu tiên em nghe luôn. Chỉ có ăn bánh mì với bò kho. Mà có hủ tiếu bò kho thôi sếp. Hủ tiếu bò kho nhưng mà em... Mày cảm ơn xe ôm, cảm ơn. Tôi sẽ ăn cái bò mì hủ tiếu. Tôi đang quyết định cơm thôi, nó nhanh. À... Sếp ăn em không? Trời ơi, ôi, ăn em này. Trời ơi, tôi để ý bà lâu lắm rồi nha. Thật ra là bà làm cảnh sát để bà che giấu cái thân phận của bà thôi đúng không? Bà là bên kín đúng không? Có. Thì người yêu bà là con trai đó. Người ta để ý rồi. Nãy tôi để ý cái tay bà còng tôi biết rồi. Thấy nha, thấy cái xe máy cái chạy mất nha. Đấy, nó bắt đầu tên xe, nó bắt đầu kiểu nộ rồi. Nãy nha, bà còng cái tay tôi á, tôi để ý rồi. Tay đàn ông gì đâu mịn mít nè, mà nó mềm xèo. Được rồi, tay này, tay của... Ủa, tôi tưởng nó làm bên sở cảnh sát là phải cầm súng nhiều chứ. Thế bà có cầm súng không? Có cầm súng á? Bỏ sao? Có, tôi có cây súng mà cầm giùm tôi được không? Thôi được rồi, tôi cầm súng tôi rồi. Không, biết gái ấy cũng kêu tôi, xưng tôi đúng không Hải, thấy không? Bây giờ mới tin xưng đồng chí. Cái gì được đồng chí này cầm suốt ngày. Thôi đừng có đem vô đây tra tấn nha, thích lắm á.
đem mừng ra nữa, đem nhà vệ sinh đi. Thôi không, làm quan sát để tóc bạc là hiểu. Coi tướng đi có đít chu chu kìa, đây kìa kìa. Đít chị diêu lắm nha. Ôi trời ơi. Ai cho mượn cái dù được không? Không thể được. Trời ơi. Rồi á, bà làm cảnh sát mà cái giọng bạn vậy thì ai đâu mà nghe được. Giọng mình phải men lên, phải cứng lên. Đâu giọng men đâu. Giọng giọng mà kiểu nghiêm trọng rồi, nghiêm trọng rồi. Nghiêm trọng rồi. Chào hai anh nhé. Ôi trời ơi là trời. Trời ơi kìa, đáng yêu đấy. Nghe được cái động đáng yêu điện chứ. Tôi thề với bà nhé, là tôi á, bà bắt tôi cũng không khai đâu. Là thế nào? Còn sò ở ngoài cửa kìa. Con mẹ quỷ hát rồi, anh ơi, anh mang thông cảm nha, quỷ đồ tôi đã hát. Không chí đó là chức trưởng rồi à. Con, tôi mở mấy người. Bà kể chó cho tôi đi. Đây. Ơ kìa, trời ơi, sờ cái gì lắm tôi. Ủa chó vậy? Cởi chối cho người ta mà sợ cái gì bậy mà. Rồi. Cởi tu mê, cởi tu mê. Trời ơi, còn cái xác gì hiền dữ vậy trời. Ôi bà làm cảnh sát vậy, làm cảnh sát hiền dữ vậy. Phải ngược theo chứ. Trời đất ơi, tôi đang bị vấn đề về não bộ, hiểu không? Trời ơi, đó. Bà thấy bà gặp con người tốt không? Bà thấy gặp tội phạm tốt không? Rồi đây nói chuyện tí coi nào. À, có ai vụ không? Bà thấy rồi. Có ai có cái vụ không? Mượn cái vụ đi. Mượn cái vụ quá. Ừ. Tôi có cái vụ. Tôi có cái vụ nè. Có nè. Mà tôi đưa cho bà không có chửi tôi nha. Tôi có cái dù á. Nè, tôi có cái dù này. Nè, cái dù của tôi nè. Tựa đầu vào đây. Thôi rồi, xử nè. Xử đi má. Xử đi. Xử đi. Thích đồng chí này xử quá. Xử đi. Thầy bọn anh có dù không? Cho một cái dù cái. Nè, yêu nhất đấy, mình đưa cho đấy. Em nha. Xử đi. Rồi, chào hai anh, tôi là cảnh sát. Anh cái gì nữa? Chào bà. Chào mấy chế đi má, chị em nhau không à bà nội. Chị em à, nhau kêu anh nào? Trời ơi chị à, tôi có người yêu á, tôi là Lê Gít á. Người yêu bà là anh trai đúng rồi. Bà boss đúng không? Ơi. Okay. Má ơi là chịu rồi nha. Rồi vô đi bà xử nhẹ nhẹ cho tôi nha. Thì theo vừa nãy thứ nhất là tôi dừng xe cũng hai anh lại là vì tôi xe mất cửa. Tôi bị tham gia giao thông. Tôi có nhớ, nhớ mà, lần này nhớ mà. Sau đấy là mấy anh còn chạy nữa, bỏ chạy là không chấp hành hiệu lệnh nữa này. Thật ra là tôi thấy bà kiểu bóng kính, bà hiểu không? Để tôi nói hết, kiểu là chân yếu tay mềm á, tôi đang rèn luyện lại cái kỹ năng chạy xe của bà đó. Bà chạy xe cũng đỉnh phết. Nha, ti là bê, nhưng mà gọi là vẫn có máu gọi là máu đàn ông nha, nó chạy xe cứng nha, biết cua cái thứ rồi vào môn á. À, bình thường. Đó nhưng thì mà hơi yếu ở cái đoạn mà bắt tội phạm nha. Đúng rồi, cái tổng đó là bà phải làm căng lên, giống như bây giờ nè, bà xử là giọng bà phải căng lên xíu. Chứ bà hiền quá tôi không có nghe được, tội phạm với tôi sao nghe được. Đâu bà giữ coi, bà giữ coi. Mấy anh tôi mời mai mốt mà tôi căng với người dân bảo cảnh sát giờ hết thương dân rồi, căng lắm. Trời ơi. Miếng coi, giữ miếng coi nè. Bà căng lên thử cái coi. Không căng được á, thì đó. Đó, không cương được thì là boss đúng rồi, còn gì nữa. Cái gì mà cương. Chứ bà bảo mà không thế căng được. Đúng mà. Ôi, phạt lẹ con đi về nè. Thì bây giờ bà phải làm căng vô, tôi mới sợ, mới đóng phạt được chứ. Trời, anh không sợ, anh tôi bà viết hết đơn cho anh thôi. Bà xử đi. Đâu nào, xử nào. Đâu, cái mặt bà căng lên coi, cái mặt bà căng lên coi. Căng lên, rửa đi, căng lên, rửa. Thứ nhất là xe là không đủ điều kiện tham gia giao thông nha. Sao cái điều kiện không đủ và liệt kê ra coi. Là vỡ kính này, vỡ đèn, mất nắp capo này, mất cửa này. Đúng. Là nhưng mà bây giờ tôi gọi bên sửa xe, người ta bảo là người ta đang cho công ty building đi chơi rồi không sửa xe được thì giờ sao? Xe của em bị vỡ mất cái nữa sếp ơi. Thế thì xe tôi vỡ còn cái nữa.
Sếp biết vỡ thế gì thì, không? Coi như sếp ơi, thì cũng nhẹn. Nói đi, nói đi. Sếp quên rồi, sếp chưa liệt kê hết, xe vẫn còn vỡ một cái nữa. Đấy. Sao? Sếp không liệt kê hết à? Sếp biết vỡ gì không? Thế đá không đường. Vỡ lòng thế. Mẹ hổ thật ấy. Ê, xin vừa bảo gì? Nhẹ cho nên là tôi bỏ qua nha. Gì mà em vừa tôi vừa nghe bà bảo là mày ẩu thật đấy, như thế nào bây giờ? Ok, lại đi con. Bà bảo có kìa. Tôi nghe nha chưa? Tôi nghe nha. Lộ mà, nha, lộ nha. Nhưng mà thôi chị em mình bỏ qua đi má. Và. Rồi. Ừ. Thì không chấp hành điều lệnh này, với lại chạy quá tốc độ cấp độ 1 cho thành phố nha. Chạy quá tốc độ rồi, thì, cấp độ 1. Là 2.000 này, còn không chấp hành điều lệnh nữa là 3.000 là 5.000. 5.000 thì Hải đóng đi Hải. Anh nào lấy xe nhỉ, anh nào lấy xe nhỉ. Anh đóng đi. Đây nè, mày lái, mày lái xe nha, mày đóng đi. Anh lái mà. Tao ngồi kế bên thôi rồi. Không ngồi kế bên. Mày đóng đi nha, tí tao đưa tiền, tao lấy tiền. Mày đóng trước đi. Anh đóng đi. Mà lấy lái lại sếp ơi. Thê, thê, thê. Với lại con xe của anh là xe thuê à. Đúng rồi. Nhưng mà xe thuê thì sao, chủ xe là bảo mất là sao nhỉ? Chủ xe ai, chủ xe bảo mất? Ai biết. Có check trên hệ thống mà cái xe đấy là báo mất đấy. Không phải nha, xe này tôi thuê 20.000 một ngày đó. À không. Thật, tôi thuê của anh Tuấn. Tôi điêu làm gì? Thì cái đó tôi sẽ còn tính tiền sau nha. Hay bây giờ tôi còn có 2.500, bà ghi cho tôi 2.500 đi. Xong rồi tôi trả bà lại tình cảm được không? Được, người tình cảm tôi có người khác trả nha. Qua đi tôi đâm bà một cái. Bố. Cái gì mà quá. Ý là tôi đâm cho quá. Tôi đâm nước é, tôi đâm trái cây cho bà uống, bà nói, bà hiểu gì vậy? Nhưng mà sao lại quá rồi đó? Không, ừ, tự nhiên quá. Tôi qua nhà tôi đâm trái cây cho bà uống, nước ép. Anh vô. Vâng, khoan, khoan, khoan. Không, không, không cần, không cần. Tự làm được, tự làm được. Thầy ơi, chị em nhau không nhẹ xíu nữa đi. Nhẹ một cái nhắc nhở thôi. Bà không. Nhắc nhở thôi. Hả? Rồi đó, viết cho anh nào rồi đó. Không ấy, ở trong này kiểu thế. Em ra đâu, em ra đâu. Không ấy, trong này cái thế song sắt này được thế nhỉ? Ờ, thế thôi nha, bye bye. Thầy, tôi thằng này đó trong này được, nhưng mà tôi ra. À, anh ta. Rồi bấm lỗ tai là thấy hiểu rồi, bấm lỗ tai là nghi lắm rồi. Ủa, tôi bấm lỗ tai à? Tôi có nói anh đâu. Có thằng em tôi mà. Xe tôi đâu? Shut up, bitch! Quá hay rồi, chết rồi. Anh này cũng gà sĩ này. Anh ơi, đi xuống. Biết là chạy chậm quá. Oh no, no. Oh no. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái đó, cái đó, cái đó. Ủa cái nãy là cái gì quên rồi mấy đi. Cái nãy là cái gì quên rồi mấy ông. Hương thơm miên man dịu dàng. Ủa đấy. Chị nhận đây khó khăn. Chết thôi buồn đâu. Yeah. Cái gì đấy. Em đã có người ở gần bên. Nhưng anh sẽ vẫn đến ngày đây và chờ em. Mưa rông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Ôi anh kì, anh kì. Ơ cả, anh cả với mẹ cả với nhau. Muốn nói với cái thế giới chỉ thương em mà thôi. Vui chân sẽ lên ngọn lửa tình yêu. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi. Thế các đồng chí nha. Lớp phó văn thể mỹ của đồn cảnh sát. Xin chồng được trao cho anh Linh. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Ai lớp trưởng đấy? Dạ, MC phòng trà mà. MC phòng trà liên quan gì với việc hát MC là cái tài năng nghệ thuật, đúng rồi. Đúng. Ví dụ kiểu như là không có ca sĩ thì MC sẽ thay vào. Thay money man, đô la đâu là nhiếm ở đây. Đây, 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 đây. Quỷ, quỷ. Tôi đưa nhiếm ở đây. Đừng chưa bao giờ hay. Anh này, anh khoa học làm bài đi. Trong bài hôm nay sung quá nhỉ. Sức ngoài đang buồn, anh khoa học tặng sức ngoài một bài đi. Ủa? Là ba chát gì đó vậy? Anh Hoài buồn á? Đúng rồi, chứ Hoài đang buồn anh khoa học làm bài đấy.
Buồn mà vì chuyện gì, công việc hay là tình yêu hay là gia đình? Buồn, buồn vì anh ấy. Ok, sao buồn vì em anh Hoài? Vì anh không hát đấy. Anh là ba tôi hay sao mà anh yêu cầu tôi hát vậy? Thì tôi có quyền được buồn mà. Không yêu cầu được mới buồn với ba. Anh yêu cầu để từ từ em xem hát bài gì anh qua nhé. Ok. Em thấy bài là bài sát tặng 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 sẽ hoài luôn. Có bài gì mà kiểu rít rít cảnh sát tí không nhỉ? Rít cảnh sát. Tôi hát bài qua vô sắc của Giác tặng cho đồng chí Hoa nhá. Đồng chí Hoa với Giác cũng giống nhau phết. À vô sắc luôn. Thì cảm thấy chào. Tôi đồng chí Hoa 5 triệu. Ảo đó nấy. Như giọt sương còn vương bàn tay, giọt lệ nào làm nhẹ mi quay. Bình minh lớn hoàng buông xuống, ngày vừa xuống ngành lưu ly. Khi em đi mang theo mùa hạ, rồi mùa đông mang cô đơn thành lá và. Nhìn em lớn từ cô bé giờ thiếu nữ, tự hào biết mấy. Mong bình yên sẽ đến cùng đầu trời đã có nhau. Thả mã đây rồi chuyển nhé. Dù chỉ là một giấc mơ, tớ riêng tình ta chắc lơ là ngồi lùng ôm băng giá. Chuyện gì buồn cùng chóng hoa, tựa đầu nhìn một đóa hoa. Lúc em hãy ngơi ngô suy tư nhìn Linh, con tim Linh nơi đây là nghĩa. Nhớ nhi lòng này ngào ngập ngừng, nhớ đến lòng này còn bồi hồi. I love you. So giải thoát cho nhau đi được không? So I love you. I love why. Sếp mẹ này trầm cảm hơn sếp ơi. I love you. Tuổi trẻ của anh là những ngày mơ mộng xếp hàng nhặt giấy rồi bay bay. Tuổi trẻ của em là những nhân vật trí âm hết kỹ vực nhìn hay hay. Em thấy không nói ra, không viết ra hay thiết tha này anh thiết quá là bắt nhau từ vượng năm ấy vệt nắng sang tu. Anh biết mà ư không nói ra quái ơi. Thôi xem như là duyên số, cây lung lay tùng lay liễu phong. Người giờ còn ở đó không à, trong mong gì tôi vỡ tan rồi bằng lúc âm băng. Cứ lan tan là giấy mang cô liêu hình hoa bóng bay à, làm tóc mây. Hay ở đây có ai nghe nhạc tiếng Anh không nhỉ? Ngày của sếp Y đã buồn lắm rồi. Anh Y ơi, anh là du học đúng không? Rồi, anh chắc chắn anh sẽ nghe. Rồi. Sếp Y thích nghe tiếng Nhật. Từ từ để em chuyển qua cái dáng này nó mới giống Michael Jackson. Nào nào. Thích anime á? Ờ, sếp Hoài thích anime mà. Kiểu loli á, sếp kiểu loli á sếp. Đây, tôi hát tặng sếp Hoài một bài này. Thật là vui khi chúng ta là Weibo. Gì đấy, bài đấy, bài gì đấy. Sếp Hoài là phải như thế này nè. Thành phố này bất công thiệt. Thời tinh thần nghệ sĩ người ta đang lên cái thành phố này. Quay out.